Vụ án bí ẩn. Lại một thanh niên khỏe mạnh trong làng bị chết một cách bí hiểm. Chắc chắn là do con ma làm rồi. Con ma zombie này luôn truy lùng những người khỏe mạnh để ăn thịt. Trời ơi, thế này thì chúng ta sống sao được nữa. Nên bỏ làng mà đi thôi. Chúng ta đã dùng nhiều cách trấn yểm nhưng không ăn thua. Có vẻ sức mạnh của con ma này là vô biên. Ta sống gần hết đời người nên nghe nhiều chuyện kể về thây ma xác sống này lắm. Chúng như người thật chúng ta, thật giả lẫn lộn, không biết thế nào mà lần. Đúng thế, ông tôi đã kể nó có sức mạnh thể chất hơn hẳn người thường và dường như vẫn giữ được trí óc như khi còn sống. Tôi còn nghe nói nó có phép thuật để thay đổi kích thước và trọng lượng. Đáng lo ngại nhất là nó bất tử, không bị giết bởi những cách thông thường. Vì thế mọi cách trấn yểm của chúng ta không ăn thua. Ông tôi cũng nói nó có thể giết người bằng cách để cho bóng của nó chạm vào bóng của nạn nhân, hoặc đơn giản hơn là rung chuông ở nhà thờ. Bất kỳ ai nghe thấy tiếng chuông của nó đều sẽ chết. Không nói nhiều nữa, chúng ta phải tự tìm đường sống thôi. Tốt nhất mau chóng rời khỏi đây, nếu không con ma xấu xa đó sẽ giết hết cả làng mất. Đúng thế, mau đi thôi. Tại sao lại thế này? Cứ ai chết là họ đều đổ lỗi cho mình. Sống hàng nghìn năm nay đều mang tiếng là con ma xấu xa là sao? Hỡi xác chết kia, ngươi phải nói với dân làng của ngươi đi chứ, và giải thích ta không làm điều đó với ngươi. Muộn rồi, giờ đây tôi cũng trở thành một thây ma giống anh, và rồi mọi người cũng sẽ nghĩ tôi xấu xa giống như anh mà thôi. Ta chán ngấy việc trở thành nhân vật phản diện trong những câu chuyện của mọi người. Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ đó? Tôi chịu thôi, tôi chỉ là một thây ma mới, làm sao hiểu rõ được như anh. Mình cần phải chứng minh rằng mình có thể làm điều tốt. Nhưng bằng cách nào đây? Phải rồi, ta sẽ đi săn những thây ma độc ác, ngăn chặn chúng, không cho chúng làm những điều ác, quấy phá mọi người. Sao thế nhỉ? Mình đã đợi ở đây rất lâu rồi mà không bắt được một con ma xấu xa nào là sao? Kia rồi, có một con vừa mới lướt qua, phải bám theo nó ngay. Thì ra là một tấm khăn của đáng tôi. Thế mà ta tưởng là một con ma xấu xa nào, bỏ công săn lùng bao ngày. Thầy ma độc ác, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. Ta không phải là thây ma độc ác, ngươi mới là kẻ độc ác. Chỉ kẻ xấu xa độc ác mới hành tung bí ẩn. Có giỏi thì xuất hiện ra đây. Ngươi đã rơi vào bẫy của ta, ta biết ngay sẽ bắt được ngươi mà. Thật kinh khủng, đến ta cũng là thây ma mà còn sợ ngươi, huống gì con người. Gớm ghiếc thì sao? Ta tuy gớm ghiếc nhưng ta là một con ma tốt đấy, không xấu xa như ngươi. Vớ vẩn, dựa vào đâu mà ngươi nói ta xấu xa chứ? Không xấu xa thì ngươi thập thò rình mò ở đây làm gì suốt những ngày qua? Ta đã theo dõi hành tung của ngươi, rất bí ẩn. Ta là một con ma tốt, ta đang đi săn những thây ma độc ác. Ôi không, không đâu nhé. Ta mới là thây ma tốt, và ta mới là người đi săn những con ma ác. Ta là ma tốt, ta mới là ma tốt, ngươi là thây ma độc ác. Ta là ma tốt, ta mới là ma tốt, ta là ma tốt, ta mới là ma tốt, ngươi là thây ma độc ác. Gì thế nhỉ? Ô,
Con ma xấu xa, hắn đang đuổi bắt một người đúng củi. Chúng ta có việc để làm rồi, mau bắt con ma xấu xa đó. Đúng thế. Thầy ma độc ác, chính những kẻ như ngươi đã làm cho chúng ta mang tiếng bao đời. Đúng thế, phải loại trừ những con sâu làm trâu nội cánh như ngươi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi là ma mới, chưa đủ quyền năng và phép thuật như các ngài. Nếu các ngài ra tay, tôi sẽ bị đẩy xuống sâu trong địa ngục. Biết vậy sao ngươi còn dám làm điều càn quấy, ám hại người khác vô căn cứ? Vì tôi nghĩ đã là thầy ma thì phải xấu, ác. Tôi nông cạn, không nghĩ cũng có những thầy ma tốt như các ngài. Mong các ngài chỉ bảo, tôi sẽ trở thành thầy ma tốt, không làm điều xấu xa nữa. Nếu ngươi thật lòng thì chúng ta sẽ tha thứ, vì chúng ta là những thầy ma lương thiện. Đúng thế, tạm thời tha cho ngươi, chúng ta sẽ theo dõi ngươi, nên ngươi biết đường mà tu thân. Cảm ơn các ngài. Hóa ra ngươi là thầy ma tốt thật. Ngươi cũng thế, ta đã nhầm, cho ta xin lỗi. Ta cũng thế, ta cũng xin lỗi ngươi, vì mà chúng ta đã mất thời giờ tranh cãi nhau, điều đó thật là buồn cười. Ta cho rằng không phải tất cả các hồn ma đều xấu xa. Đúng thế, như con ma lúc nãy, hắn cũng không phải là con ma ác. Chẳng qua hắn nhầm tưởng và nghĩ rằng mình phải làm điều ác mới được nhập vào thế giới hồn ma như chúng ta. Ta nghĩ hồn ma chúng ta vốn rất nhiều hồn ma tốt, còn bọn thực sự xấu xa chính là bọn yêu tinh. Vậy thì chúng ta hãy cùng hợp sức săn yêu tinh. Chỉ có loài yêu tinh mới xấu xa. Tôi đồng ý, chúng ta nên thực hiện ngay để không bỏ lỡ hành động xấu xa của chúng. Chúng ta vận động thêm nhiều hồn ma khác nữa để thành một đội, vì bọn yêu tinh cũng rất mạnh. Đúng thế, chúng ta đi thôi. Thế là những thầy ma tập hợp lại thành một đội. Chúng tiến vào những ngọn núi nơi ẩn náu của những con yêu tinh đáng sợ nhất. Cuối cùng cũng tìm ra dấu vết ẩn náu của những con yêu tinh độc ác. Có vẻ đây là dấu vết của một con yêu tinh dẫn đến hang động của chúng đấy. Tôi thấy cửa hang kia rồi, chúng ta vào đó thôi. Chúng ta hãy cẩn thận, xem xét tình hình xong thì nên làm một cái bẫy để bắt bọn yêu tinh. Đúng thế. Thật dễ dàng mắc bẫy của ta, những thầy mà xấu xa. Vớ vẩn, chúng ta là những thầy ma tốt. Chúng ta không xấu. Kẻ ác duy nhất chỉ có thể là các ngươi, những con yêu tinh tàn bạo. Chúng ta đến đây để bắt các ngươi và ngăn chặn những hành động xấu xa của các ngươi. Tại sao các ngươi lại cho rằng kẻ ác duy nhất là loài yêu tinh chúng ta? Nhầm lẫn tai hại. Trên đời này làm gì có yêu tinh tốt tồn tại? Hoang đường. Ta cũng không nghĩ rằng những thầy ma và hồn ma các ngươi lại không tàn ác. Dựa vào đâu mà ngươi nói thế? Chúng ta chưa từng hại ai, và giờ chúng ta đang làm điều tốt đó là săn bắt loài yêu tinh độc ác các ngươi. Thật nực cười. Trước khi quyết định săn bắt yêu tinh chúng ta, các ngươi đã tìm hiểu về chúng ta chưa? Chúng ta... Nếu ta xấu xa thì ta đã không làm những điều này. Các ngươi thấy rõ chưa? Ồ, hắn là yêu tinh tốt, không xấu như chúng ta nghĩ. Thế mới nói, trước khi bắt đầu săn bắt bất cứ ai, các ngươi phải chắc chắn rằng họ là kẻ xấu, chứ không nên làm bừa. Chúng ta đã có hộ độ rồi. Tôi hiểu rồi. Ngay cả một sinh vật có tiếng là xấu xa thì điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Đúng thế, chúng ta không bao giờ có thể biết được sinh vật nào thực sự xấu xa nếu không tìm hiểu trước. Từ đó, họ đã tìm thấy nhiều thây ma, hồn ma và yêu tinh tốt tham gia vào đội quân bắt những sinh vật xấu xa của họ. Họ trở thành lực lượng cảnh sát tin tưởng ở thung lũng này và không cho phép bất kỳ ai có định kiến để họ mang tiếng xấu không đáng có. Cái tủ đáng giá. Ngày xưa, ở làng nọ, có lão Lý nhà giàu nứt đố đổ vách và rất hám sắc. Vì tuổi đã ngoài 50 và đã có 4 vợ, hắn vẫn chưa lấy làm thỏa mãn. Đã nhiều lần, hắn bỏ tiền bạc ra để dụ dỗ phụ nữ trong làng, thậm chí không từ cả vợ của người khác. Người ở đâu mà xinh thế? Có thích làm vợ của Lý này không?
Xin ông Lý hãy giữ tự trọng. Ông đã có bốn vợ rồi, vả lại cũng có vài vế chức sắc trong làng. Đừng giở trò tán tỉnh gái đã có chồng như tôi. Bên ngoài người ta cười cho đấy ạ. Gớm, được Lý này để ý tới, chẳng thích quá lại còn làm bộ. Lý đây nhiều tiền, về làm vợ lẽ của ông chẳng phải thích lắm ư? Mà còn bày đặt. Kìa, cô Thấm đang giặt quần áo đấy hả? Chồng cô đâu rồi? Ai lại để vợ thân một mình ở giếng thế này? Ừ, ra là ông Lý đó ạ. Ông tìm tôi có việc gì sao? Cô cũng biết tôi thích cô mà. Hãy về làm vợ năm của ta đi. Bỏ cái tên chồng khố rách áo ôm đi. Cái thằng chồng vô dụng của cô ấy, bỏ đi là được rồi đấy. Ông đừng làm vậy, kẻo chồng tôi hay người làng nhìn thấy lại hiểu lầm. Tôi là gái chính chuyên đã có chồng. Ông đừng dùng những lời lẽ như vậy mà trêu chọc tôi nữa. Ôi dào, cái ngữ chồng vô dụng nhà cô thì nói làm gì? Ta sợ gì nó chứ? Nó mà đến, tôi đánh cho nó một trận nên thân ấy chứ. Về với Lý đây, ăn không phải nghỉ, chỉ việc sống sung sướng, quần áo lụa là, cứ gọi là nhiều vô kể. Tôi đã nói là xin ông tự trọng và đừng bao giờ nhắc đến chuyện vô lý như vậy trước mặt tôi nữa mà. Tôi xin phép về trước. Ông Lý, ông có sao không ạ? À? Bà cả, bà hai, bà ba với bà tư ở nhà mà biết ông bị gái làng đánh thế này thì không hay đâu ạ. À. Hay là để con cho cô Thắm một bài học. Ôi, nhìn lúc cô ta tức tối mới dễ thương làm sao. Cô ta càng cứng đầu, ta càng thích. Ngươi cứ để yên, để rồi xem, sẽ đến lúc cô tự ngã vào lòng ta cho mà xem. Dạ, ông Lý cho gọi tôi, không biết là có chuyện gì không ạ? Chẳng là ta cần xẻ 100 tấm ván để lát lại cái nhà này. Thấy anh làm ăn cẩn thận, cần cù, ta định nhờ anh thuê thêm thợ xẻ giúp ta số ván ấy. Thưa ông, nhà của ông vẫn còn mới, sao đã vội lát mới thế ạ? À? Tôi thấy hơi phí hoài, hay là ông cứ để đó? Vài năm nữa rồi thay mới cũng chưa muộn, đỡ phí ông ạ. À? Ồ hay, đó là việc của ta. Ta nhiều tiền, thích làm gì thì làm thôi. Ta sai cậu đi thuê thợ thì cứ đi thuê đi. Sao phải nói nhiều thế làm gì chứ? Đây, ta trao cho anh 100 lạng bạc để anh làm cho ta. Nhưng phải thuê thợ ở trên tỉnh ấy, làm mới đẹp được. Chứ mấy đứa ở cái làng này làm chán ồm. Nhớ đấy, mà đi luôn đi nghe chưa, kẻo không kịp. Tôi nhận sẽ đi thuê thợ cưa ván giúp ông. Nhưng một lạng bạc mua được hàng chục tấm ván. Sao ông lại trao cho tôi nhiều bạc như vậy? Nhỡ tôi vô ý làm mất bạc thì lấy gì mà đền? Thôi dào, anh cứ cầm cả lấy. Còn tiền ăn đường và tiền công trả cho thợ chứ. Cứ thuê thợ theo ý của anh, còn thừa bao nhiêu coi như là tiền công của anh. Nhưng anh phải đi luôn, đi luôn từ đêm nay mới kịp, nghe chưa? Tôi đi lâu lắm thì cũng chỉ khoảng nửa tháng là cùng. Nếu ở nhà có gặp khó khăn thì lên tìm ông Lý nhé. Ông ta rất tốt với vợ chồng mình, mình chớ ngại nghe chưa? Em nhớ rồi, mình nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhanh chóng về sớm với em và phải hết sức cẩn thận nhé. Cuối cùng cũng đuổi được thằng chồng vô dụng ấy đi đâu. Hôm nay cô Thấm sẽ thuộc về ta. Lần này thì có chạy đằng trời nha. Ôi, ta đã mong chờ em bao lâu nay rồi. Em có biết không, mãi hôm nay mới có cơ hội để mò đến đây với em đấy, em Thấm ơi. Ông Lý, sao ông lại ở đây chứ? Chồng tôi vừa mới đi xong, ông chạy theo, đuổi cũng kịp đấy. Ta tìm gì cái thằng chồng vô dụng của em chứ? Vậy, ông tới đây làm gì?
Cũng muộn rồi, ông về đi, kẻo các bà mong. Còn hỏi vậy ư? Bởi ta thích em, về làm vợ năm của ta nha. Em muốn vàng bạc của cải gì ta cũng cho hết, chỉ cần em chiều theo ý ta thôi. Em muốn gì là cũng có hết. Kìa, ông làm gì mà vội vàng thế? Dù sao chồng em cũng đi vắng rồi, cứ từ từ. Đúng rồi, ta đã dùng kế để đuổi hắn đi rồi. Em nói đi, em cũng có thích ta phải không? Nhưng trước mặt mọi người em lại ngại phải không? Ta đoán đúng mà. Sao ông lại hỏi khó tôi như vậy chứ? Dù sao tôi cũng phải giữ chút sĩ diện trước mặt mọi người chứ. Em từ chối ông cũng bởi vì em không muốn người ta nói ra nói vào. Đúng vậy, ta hiểu rồi, ta sẽ làm em hài lòng. Ê, ông làm gì mà vội thế? Chẳng mấy khi ông tới đây, hãy để em mời ông ly rượu nhạt cho phải phép. Rượu ư? Đúng rồi, phải có rượu thì tình cảm mới lên cao được. Mời ông, phải uống hết chén này đấy nhé. Mời ông miếng thịt gà này. Đây là con gà em chăm đã lâu, chồng em ở nhà cũng còn chưa được ăn đấy. Hôm nay quý hóa lắm mới làm thịt để đãi ông Lý đấy ạ. Thì rõ là ta quan trọng với em hơn hắn nhiều mà, phải không? Mà em cũng tình ý lắm, biết ta đến nên đã làm sẵn cơm rượu thế này. Em thật là thông minh. Ôi, ta vui quá, không ngờ em cũng thích ta như vậy. Vậy là ta sẽ có được em. Ta nhất định sẽ mau chóng cho người tới hỏi cưới em về làm vợ. Hãy đợi ta nha. Ô, ai vậy nhỉ? Muộn thế này rồi, ai còn đến đây cơ chứ? Mình ơi, mở cửa cho tôi, là tôi đây. Sao hắn ta lại về giờ này? Trời ơi, chồng em về, làm sao bây giờ? Anh ấy mà trông thấy ông, kiểu gì cũng nổi cơn thịnh nộ. Rồi chuyện ông đến nhà em sẽ lan ra cả làng, cả tổng này mất. Ấy, không được. Như vậy thanh danh của ta sẽ bị hủy hoại mất. Rồi cả làng cả tổng biết ta trốn vợ tòm tem bên ngoài. Phải làm sao bây giờ? Ta không thể để bị bắt ở đây được. Ông phải đi trốn đi, phải trốn ngay lập tức. Xem nào, trốn ở đâu bây giờ? Trốn ở đâu bây giờ? Nhà em thì làm gì có chỗ nào mà trốn được chứ? Bực thật, chẳng lẽ lại bị bắt quả tang ở đây ư? Mình ơi, mở cửa cho tôi. Làm gì mà lâu vậy hả? Đợi em một chút, em đang giở tay, một chút nữa thôi. Ông trốn tạm vào đây đi. Ờ, nhưng không được, thế này chồng tôi sẽ nhìn thấy ngay. Trốn được ở đâu bây giờ? Đúng rồi, ông trốn tạm vào chiếc tủ kia vậy. Lão chồng của tôi chẳng bao giờ mở tủ ấy ra cả. Được rồi, nhớ nhanh nhanh chóng chóng mà đuổi hắn đi nhé. Ta không thể đợi được lâu đâu. Mình làm gì vậy? Xong đây, em ra đây. Mình làm gì mà lâu vậy chứ? Làm tôi cứ đợi mãi, cứ tưởng mình bị làm sao. Em đang bận dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Mà sao mình về sớm vậy? Sao bảo đi nửa tháng cơ mà. Thật không may cho tôi, trên đường tôi vào rừng, số bạc của ông Lý đã bị rơi vào tay bọn cướp mất rồi. Sao? Tiền mất hết rồi ư? Ngần ấy tiền mất hết rồi thì phải làm sao chứ? Tôi phải gian lại chúng mãi, chúng mới tha chết cho về đây. Bây giờ tôi biết lấy tiền đâu để trả cho ông Lý bây giờ? Chẳng lẽ lại bán đồ đi để trả nợ? Nhà ta làm gì có cái gì đáng giá để bán đi trả nợ chứ? Còn mỗi cái nhà này, chẳng lẽ cũng mang đi bán nốt để trả tiền hay sao? Đúng rồi, nhà mình còn chiếc tủ kia mà. Thường ngày để đó cũng chật tủ ra. Để tôi mang đi bán, lấy thêm chút ít mà trả cho ông Lý. Không ông ấy lại đi kiện quan thì tôi chỉ có nước đi tù mà thôi. Cái gì? Bán tủ ư? Ở vùng này chỉ có mỗi nhà ông Lý có nhiều tiền. Tôi sẽ mang chiếc tủ này lên nhà ông bà ấy bán. Hy vọng ông bà thương tình trả chút ít để tôi đắp vào số nợ đó. Không được. Cái gì? Cái
cái tủ cũ kỹ này mà anh đòi tôi những 1.000 lạng bạc ư? Chuyện vô lý đó sao có thể xảy ra chứ? Không vô lý đâu thưa bà. Chiếc tủ này của tôi trông vậy thôi, nhưng đáng giá vô cùng. Giá trị thật của nó cũng phải 2-3.000 lạng bạc. Tôi lấy bà 1.000 là quá rẻ rồi. Nếu bà không mua thì tôi đem bán nó cho quan lớn. Vậy thì đem bán cho ai thì bán đi. Ta đây đầy tủ sang trọng, việc gì phải đi mua chiếc tủ cũ kỹ này với giá cắt cổ như vậy chứ? Mang cái tủ này đi đi. Bà nó ơi, 1.000 chứ 2.000 lạng bạc cũng phải mua, mua bằng được cho tôi. Sao lại có tiếng lão Lý nhà mình ở trong này? Định làm bậy bạ với vợ người ta, bị bắt được nên nhốt vào đấy đây mà. Sao? Bà nghĩ chiếc tủ này có đáng giá 1.000 lạng bạc không? Tôi thấy cái giá đó còn rẻ chán ấy chứ ạ. Thôi được rồi, 1.000 thì 1.000. Đây là 1.000 lạng bạc, cầm lấy đi. Giờ chiếc tủ này là của ta, nghe chưa? Cấm ho he gì với dân làng đấy. Dân, từ giờ chiếc tủ đáng giá này thuộc về bà, tuy bà định đoạt. Xin phép, vợ chồng tôi đi về ạ. Chúc mừng bà vì đã sở hữu được chiếc tủ gia truyền của nhà tôi. Nhìn đó thế mà đáng giá ngàn vàng đấy bà nhỉ. Hay, nhận được tiền rồi thì mau về đi. Còn việc ta dùng tủ như thế nào là việc của ta, liên quan gì tới ngươi chứ? Từ giờ nó đã là của ta rồi. À vâng, giờ nó thuộc về bà rồi, nên bà cứ theo ý mình mà sử dụng. Vợ chồng tôi xin phép về đây. Chào bà, nhân tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ông Lý bà nhé. Cũng may mình tinh ý và nhanh trí mới nghĩ ra cách trừng trị ông Lý như vậy. Lão ta xứng đáng nhận được một bài học nhớ đời như vậy mà. Sao lại có nhiều bạc thế này chứ? Bạc này anh lấy đâu ra vậy? Đây là tiền ông Lý giao cho tôi để đi tìm thợ xẻ gỗ lát lại nhà cho ông ấy. Tôi không hiểu được, chẳng lẽ ông ấy thừa tiền đến độ nhà mới xây mà cũng đem phá đi lát lại ư? Chẳng lẽ có ẩn tình trong đó ư? Không thể tự dưng lão ta lại đưa cho mình số tiền lớn như vậy được. Tôi không yên tâm lắm, vì chỉ có mình ở nhà, mà ở cái vùng này còn lạ gì tính ông Lý nữa. Ông ấy hám sắc lắm. Tôi chỉ sợ đây chỉ là cái cớ đẩy tôi đi xa, để ông ta hãm hại mình thôi. Mình cứ đi đi, chúng ta sẽ tương kế tự kế để lật tẩy bộ mặt xấu xa và giả tâm của hắn. Nhất định sẽ khiến hắn phải xấu hổ, thậm chí là mất tiền để chừa đi ấy chứ. Bởi bản chất một con người khó có thể thay đổi mà. Giờ thì chắc chắn ông ta đã nhận được một bài học thích đáng rồi. Chúng ta sẽ lấy số tiền này lo làm ăn, một phần sẽ giúp cho những người nghèo khổ hơn mình nhé. Vâng. Dám tòm tèm vợ người khác này, xấu mặt chưa hả ông Lý ơi? Bốn vợ còn chưa đủ hay sao hả? Thôi nhục nhã lắm rồi, sao bà nói nhiều thế hả? Sự ra đời cặp kính râm thời thượng. London, năm 1740. James, ngài nên nghỉ ngơi. Một tuần nay ngài đã làm việc liên tục rồi, cần có sức mới làm được chứ. Tôi chưa thể dừng khi chưa tìm ra được kết quả như mong muốn. Dù biết vậy, nhưng ngài cũng không nên coi thường sức khỏe của mình chứ. Nhất là đôi mắt, ngài đã không cho nó ngủ trong nhiều giờ liên tục. Làm ơn đừng cằn nhằn tôi nữa được không? Tôi cần hoàn thiện công việc của mình. Anh biết tính tôi rồi đấy, chưa xong việc tôi không thể nghỉ ngơi. Ôi James, thôi được rồi, tùy anh. Nhưng tại sao anh không làm trong bóng mát mà nhất định phải ra ngoài trời nắng thế này? Chất lỏng mà tôi đang thí nghiệm này bắt buộc phải có chất xúc tác là ánh nắng, anh hiểu chứ? Thì ra là vậy. Bởi vậy, làm ơn đừng phiền tôi nhé, tôi cần phải nghiên cứu. Vâng, ngài cứ tự nhiên, tôi chỉ lo cho sức khỏe của ngài thôi. Chẳng biết ngài ấy nghiên cứu những cái gì, nhưng ngài ấy luôn như vậy,
rất cứng đầu. Chưa bao giờ có thể nhắc nhở ngài ấy dừng việc trước khi chưa xong. Hay, không còn cách nào khác. Chà, có vẻ đây là khu vực sau vườn nhà lý tưởng nhất để mình làm việc. Vị trí này là địa điểm lý tưởng để hứng trọn toàn bộ ánh sáng mặt trời. Tại sao nhỉ? Tại sao vẫn chưa cho ra kết quả như mong muốn nhỉ? Không được, mình không chấp nhận kết quả này. Phải tìm ra công thức cho bằng được. Đã trưa rồi đấy ngài James, ngài nên nghỉ ngơi một lúc. Không được, đây mới là thời điểm lý tưởng để nghiên cứu. Ánh sáng đang rất đủ đầy, tôi cần tranh thủ thì mới thu được kết quả chính xác nhất. Vậy ngài uống ít nước hoa quả này đi, nó sẽ giúp ích cho ngài đấy. Được rồi, cứ để đó cho tôi, tôi sẽ uống mà. À, anh có thể vào lấy cho tôi mấy quyển sách Trung Hoa được không? Sách Trung Hoa ư? Ngài có thể đọc được tài liệu Trung Hoa sao? Anh quên là tôi đã từng học tiếng Trung sao? À, xin lỗi, tôi quên mất, ngài là người rất ham mê học ngoại ngữ. Anh làm ơn đi lấy giúp tôi quyển sách đó luôn đi. Có một vài chi tiết tôi nhớ mang máng đêm qua, có mở đến mà chưa kịp đọc. Bây giờ đang gặp vấn đề đó, tôi cần tìm hiểu ngay. Quyển sách đó nằm ở ngăn số 5, ô thứ 8 nhé. Nhưng ngài còn có thể nhớ từng vị trí của chúng. Ngài đúng là người tài giỏi. Sách Á hay Âu anh đều có thể đọc được, thật đáng ngưỡng mộ. Chà, vẫn chưa được. Sao mình thấy choáng váng thế nhỉ? Qua hết cả mắt thế này. Ngài James, ngài James, ngài bị làm sao thế này? Ngài James, có lẽ ngài ấy bị hoa mắt nên uống nhầm cốc nước hoa quả thành bình hoa chất. Thật là nguy hiểm. Gì cơ ạ? À? Nguy hiểm đến tính mạng ạ? À? Rất may là không sao. Ngài ấy đã kịp nhận ra trước khi nuốt chúng vào bụng hết. Anh hãy để ý, cho ngài ấy uống thêm nhiều nước hơn nhé. Tôi sẽ kê thêm một ít thuốc bổ để hỗ trợ sức khỏe cho ngài ấy. Nhưng thưa ngài, bác sĩ, khoan hãy đi. Mắt tôi không thể mở ra nổi. Có lẽ do tôi đã làm việc nhiều giờ dưới ánh mặt trời chói chang. Tôi cần bác sĩ khám đôi mắt giúp tôi. Tất nhiên rồi, để tôi xem. Đồng tử của ngài ấy có triệu chứng bị giãn. Cách tốt nhất hiện giờ là ngài ấy nên nghỉ ngơi, hạn chế ánh sáng, bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời vào ban ngày. Vì đồng tử giãn, mắt sẽ trở nên nhạy cảm với ánh sáng, nên ngài sẽ nhìn mờ, có cảm giác co thắt quanh mắt, và trán gây đau đầu, choáng váng. Nói thật, ngài ấy đã làm việc suốt mấy ngày dưới cái nắng gay gắt. Có lẽ đó chính là tác nhân khiến mắt ngài ấy bị khó chịu. Trời đất, đó chính là lý do khiến cho mắt của ngài James bị đau rát, giống như nó bị bỏng vậy. Vì thế nên ngài ấy mới dơ nhầm cốc nước hoa quả thành cốc nước hóa học. Ngài James à, ngài thừa biết ánh sáng mặt trời rất chói. Nếu như nhìn mãi dưới ánh nắng sẽ khiến mỏi mắt, mắt yếu đi, thậm chí làm hỏng đến các đồng tử trong mắt. Nếu công việc của ngài bắt buộc phải làm việc như vậy, thì ngài nên tìm cách gì đó giúp cho đôi mắt của ngài giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nếu không, tôi e rằng mắt ngài sẽ càng ngày càng yếu đi đó. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý điều đó. Giờ thì cần để anh ấy nghỉ ngơi cho đôi mắt của mình được thư giãn và uống bổ sung những loại thuốc tôi kê sau đây. Hãy căn dặn ngài ấy giữ gìn và yêu thương đôi mắt của mình hơn. Nhưng cảm ơn bác sĩ, ngài ấy rất cứng đầu, đã không nghe tôi nên mới như thế đó. Anh cũng nên thông cảm cho anh ấy. Anh ấy là nhà khoa học. Nhà khoa học không bao giờ muốn ngừng nghỉ công việc nghiên cứu của mình, kể cả khi anh ta đang ngủ, phải không James? Anh ấy là người phục vụ tận tình nhất của tôi đó, thưa bác sĩ. Tôi rất quý trọng anh ấy. Chỉ có điều anh ấy hay gây phiền toái cho tôi trong lúc làm việc. Chính vì sự quan tâm thái quá của anh ấy nên tôi đã uống nhầm cốc nước hoa quả thành nước hóa học. Lẽ ra đang làm việc
đừng nên đưa nước hoa quả cho tôi chứ. Nếu như ngài biết tự chăm sóc bản thân thì tôi không cần lúc nào phải thúc giục ngài như một đứa trẻ thế đâu. Và điều đáng tiếc này đã không xảy ra rồi, tôi cũng cảm thấy thật phiền đó chứ. Nhìn cách anh ấy lo lắng cho anh, tôi cũng biết anh ấy là một quản gia tốt rồi. Anh thật may mắn, Jem ạ. Chúc anh bình phục. Giờ thì tôi phải về rồi. Thật bất tiện. Không tài nào có thể làm được việc với chiếc mũ phiền phức này. Làm sao có thể đo đạc quan sát được chứ? Hay là tôi lấy cho ngài cái khăn trùm đầu vậy nha. Thôi thôi, bất tiện lắm. Tôi cũng đã thử rồi. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng tất cả đều gây phiền phức, chẳng có tác dụng gì cả. Ngài ấy cần phải làm việc. Mình phải tìm ra dụng cụ gì đó giúp ngài ấy đỡ bất tiện trong việc che bớt ánh nắng. À, phải rồi. Tại sao mình không tìm mua nó chứ? Dù rất đắt và khó mua, nhưng mình cũng phải cố tìm mua cho bằng được. Muộn thế này rồi, ngài vẫn phải làm việc sao? Ngài xem, ngài làm ơn đi nghỉ đi. Hãy để đôi mắt của mình nghỉ ngơi. Tôi đang nghiên cứu, cần phải có một vật gì đó giúp làm dịu mắt khi nhìn ra ánh sáng mặt trời. Loài người sẽ cần đến nó trong tương lai. Anh hiểu chứ? Tôi chẳng hiểu gì về khoa học cả, càng không hiểu những thứ ngài đang nghiên cứu. Tôi chỉ biết phận sự của mình là chăm sóc ngài. Đây là một chiếc kính, món quà dành cho ngài đây. Tôi đã đặt mua nhiều tuần nay mới có được nó đấy. Ngài xem, liệu nó có giúp gì cho ngài khi làm việc nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời không? Ồ, làm sao anh có thể mua được nó? Vì ngài, dù nó có đắt đỏ và khó mua thế nào, tôi cũng phải đặt cho ngài bằng được. Cảm ơn anh, người trợ lý tận tụy của tôi. Ừ nhỉ, vậy mà tôi không nghĩ ra. Ngài đang nghĩ ra thứ gì ư? Đúng vậy, tôi vừa lóe lên một ý tưởng rất hay. Nhưng cần phải xem xét nghiên cứu đã. Chiếc kính này không thể cản được ánh sáng. Ồ, vậy ư? Dải sáng không có vạch quang phổ, mà chỉ có dải màu biến thiên liên tục, không bị đứt đoạn. Chỉ thu được ánh sáng đó từ việc chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính. Vậy thì, nếu như nghĩ ra cách giúp cho thấu kính này hiệu chỉnh được màu ánh sáng, lúc đó sẽ giúp cho mắt đỡ mỏi, điều chỉnh được tầm nhìn tốt hơn. Vậy thì phải làm cách nào đây? Ngài ấy đang làm gì thế nhỉ? Thôi, tốt nhất hãy để ngài ấy tĩnh lặng làm việc vậy. Một câu chuyện nào đó của người Trung Hoa hình như có nói đến chiếc kính giảm ánh sáng chói. Đây rồi, chính là nó. Khi xét xử, chúng ta nên dùng vật này để che đi biểu cảm của mình khi xét xử. Như thế sẽ dễ làm việc hơn. Đây là một vật làm từ đá thạch anh gắn lên mắt. Nó giúp chúng ta che đi đôi mắt của mình cùng những biểu cảm của gương mặt để giúp ích trong việc hỏi cung các nhân chứng và có quyết định công bằng nhất. Hay quá! Người Trung Hoa rất tài tình. Từ thế kỷ 13, họ đã dùng đá thạch anh để gắn lên mắt che đi biểu cảm của mình. Sau nhiều ngày trăn trở, James A. Scull quyết nghiên cứu để tìm ra bằng được cách làm cho tròng kính giảm được độ chói mắt từ ánh sáng mặt trời. Phải có chất gì đó, loại màu gì đó lên mắt kính để làm dịu nhẹ, nhưng không được quá tối để ảnh hưởng đến tầm nhìn. Quá tuyệt vời! Xin tặng lại anh chiếc kính này. Anh có thể ra ngoài trời nắng thoải mái mà đôi mắt vẫn được bảo vệ khỏi ánh nắng.
Trời ơi, tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc kính nào có mắt màu đen thế này cả. Ngài đã làm ra nó ư? Vậy là từ giờ ngài tha hồ nghiên cứu hóa học dưới ánh nắng mặt trời mà không sợ qua mắt nữa rồi. Đúng thế, tôi đã làm thêm vài chiếc để tặng mọi người, chắc chắn mọi người sẽ rất thích thú cho mà xem. Tôi cũng phải đi khoe với bà Lauren, bà ấy có thể dùng chiếc kính để đi chợ. Trời ơi, anh nói xem, anh đã gia vào đâu mà nên nông nổi này? Tôi không gia vào đâu cả, tôi bị bà Lauren cho cả chiếc chảo vào đầu. Trời ơi, anh đã làm gì bà Lauren để bà ấy phải giận dữ tới mức này? Tôi cho bà ấy mượn chiếc kính màu đen của ngài tặng. Bà ấy đeo nó trong lúc dọn dẹp ở ngoài vườn. Chiếc kính khiến bà ấy không nhìn rõ đường đi và lao xuống rãnh nước. Bà ấy nói rằng sẽ nguyền rủa tôi cả đời bởi chiếc kính tôi đưa khiến bà ấy bị gãy hai chiếc răng cửa. Có lẽ do nhuộm màu đen nên bị tối quá, hạn chế tầm nhìn. Loại màu vừa giảm độ chói sáng, làm dịu nhẹ nhưng không được quá tối. Thế thì cần một màu xanh, màu xanh trung tính, không quá tối cũng không sáng, sẽ giúp ánh mắt trở nên dịu nhẹ khi nhìn ra bên ngoài ánh sáng. Vậy là sau nhiều thí nghiệm thử nhuộm màu cho trong kính, James A. Scout tin chắc trong kính được nhuộm màu xanh sẽ giúp người sử dụng nhìn rõ hơn. Lúc này, A. Scout vẫn chưa biết đến việc sản xuất kính râm có khả năng chống tia tử ngoại. Nhưng với phát minh nhuộm tròng kính của ông đã thay đổi một lịch sử về kính mắt. Ông chính là người đầu tiên tạo ra kính râm bằng cách nhuộm màu trực tiếp lên tròng kính, giúp người sử dụng vừa tránh được ánh sáng chói, vừa có thể nhìn rõ. Nhiều năm sau, người ta cải thiện kiểu dáng kính râm trở nên thời trang hơn. Và cho đến thế kỷ sau, năm 1936, kính râm trở thành hiện tượng văn hóa của loài người. Nó không đơn thuần chỉ là vật che nắng. Các ngôi sao nổi tiếng sử dụng nó thể hiện cá tính. Ngày nay, kính râm trở thành người bạn đồng hành quen thuộc với mỗi người, xuất hiện mọi nơi trên thế giới. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về James A. Scull, một nhà hóa học, vật lý học người Anh. Ông đã thí nghiệm và đưa ra tròng kính râm màu xanh vào thế kỷ 18, mở đầu cho kỷ nguyên kính râm thời trang sau này. Năm đồng xu hay một hòn đá? Tòa tháp xây dựng làm nền cho đích thân ta cầu mưa, để muôn dân hưởng cuộc sống thái bình. Một năm qua vẫn chưa xây xong, tốn kém biết bao nhân lực của cải đất nước. Các ngươi làm ăn thế đấy hả? Đúng là một lũ vô dụng. Ta không biết các ngươi làm cách gì, mau chóng hoàn thiện tòa tháp đúng thời hạn cho ta. Dạ thưa đức vua, thời tiết mấy tháng nay mưa bão nhiều nên việc xây dựng công trình gặp rất nhiều trở ngại. Chúng thần đang cố gắng hết sức, không dám lơ là một khắc nào ạ. Mọi công việc đang chuẩn bị được hoàn tất rồi, mong đức vua an tâm ạ. Thưa dân ạ, ngoài công nhân công trường, thần cũng đã bổ sung thêm binh lính hoàng gia tham gia cùng. Với số lượng người làm đông đảo như vậy, thần tin là sẽ sớm hoàn thành tòa tháp theo đúng thời gian dự kiến ạ. Được, vậy ta cho các người thêm 2 tháng nữa để hoàn thiện công trình. Nói với những người lính và người thợ, nếu xong sớm sẽ có thưởng, nếu chậm tiến độ ta sẽ phạt. Còn các người không xong thì đừng mang cái mạng này vào gặp ta nữa. Dạ thưa đức vua. Dạ thưa đức vua. Vô ta nào, cố lên. Vô ta. Vô ta nào, cố lên. Vô ta. Vô ta nào, cố lên. Vô ta. Gắn lên anh em. Nhanh cái chân cái tay lên. Các người có biết công trình đang bị chậm tiến độ, nếu 2 tháng nữa mà tòa tháp này không xong thì cả ta và các người đều phải mất mạng đấy, biết không? Vâng thưa ngài, chúng tôi cũng đang cố hết sức mình rồi đây. Ngày nào chúng tôi cũng đều phải làm việc từ sáng cho tới đêm khuya, dốc hết sức lực để làm việc, không dám bỏ bê chậm trễ đâu ạ. Không phải là cố hết sức, mà là phải gấp trăm gấp nghìn lần sức mình. Nếu công trình xong sớm thì sẽ được thưởng,
Còn không thì nhà vua sẽ xử tử hết một lượt đấy. Thôi nhanh tay lên, còn đứng đấy mà cãi à? Nhanh luồn dây thừng vào và đưa phiến đá này lên cao đi. Khi nào xong chúng tôi sẽ ra hiệu nha. Phải buộc cho thật chắc chắn, kẻo đứt lại gây ra tai nạn. Phiến đá to lại trơn nhẵn thế này, mình làm việc nhanh chóng nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Mấy tháng ròng rã này chúng ta tham gia vào công trình này cũng vất vả sớm khuya đấy, mà mãi chưa xong. Ngày nào cũng đẽo đá mỏi cả tay, tay tớ sưng phồng rộp hết cả rồi. Giờ tớ chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho lại sức thôi. Thôi nào, cậu cứ nói thế thì cũng thay đổi được gì đâu. Công trình đang chậm tiến độ, người ta không thể cho mình nghỉ đâu. Bây giờ chỉ còn cách làm cho thật nhanh mà thôi. Chăm chỉ làm việc như thế mới có cơm ăn chứ. Chẳng biết xong xuôi sẽ được thưởng bao nhiêu tiền nữa. Xong muộn sẽ còn bị phạt. Ôi trời, đúng là số khổ mà. Chẳng biết bao giờ đời tớ mới sướng lên một chút. Cả ngày cứ đứng chịu nắng chịu gió, khuya đến cũng chả được nghỉ ngơi. Trên đời có thứ gì là nghiễm nhiên được tặng không đâu cơ chứ. Đằng nào cũng phải xong cả. Làm như thế nào thì nhận về như vậy. Chúng ta không nên cạo nhào nữa, cứ làm hết sức mình thôi. Đâu rồi, các ngươi làm gì mà không thở nổi thế này? Bụi bay mù mịt hết lên. Dạ thưa ngài, chúng tôi vừa đẽo đá nên hơi bụi một chút. Chỗ này tập trung nhiều người quá rồi, ngồi đây chả biết làm được bao nhiêu việc, lại còn ngồi tán dóc nữa. Tán ra để hỗ trợ công việc cho các nhóm khác. Người vừa nãy tên là gì nhỉ? Tôi tên là Aylan ạ. Được rồi, ngươi nhanh nhẹn đấy. Từ giờ ngươi không thuộc đội đẽo đá nữa. Hãy ra chỗ những khối đá kia và dắt lên trên giàn giáo đi. Lát nữa là dùng tới rồi. Nhưng mà tôi chưa làm việc đó bao giờ thưa chỉ huy. Làm rồi sẽ quen, còn đứng đấy làm gì? Nhanh đi đi, không làm hôm nay ta lại trừ lương, cắt cơm của ngươi bây giờ. Vâng thưa ngài, tôi làm luôn đây ạ. Cố lên nào, khuân hết số gỗ này là được về nghỉ rồi. Mấy hôm nay ai cũng bận luôn chân luôn tay, chẳng nhờ ai giúp được gì hết. Mà mình đẽo đá quen, giờ làm việc này tay chân cứ lóng ngóng cả. Nhìn từ trên cao xuống thấy chóng mặt quá. Ở trên này gió lớn thật. Ôi trời, đừng nhìn xuống nữa, tập trung đi cho nhanh nào. Có ai không? Giúp tôi một tay với. Có ai không? Làm ơn giúp tôi với. Mình phải cố chịu đựng, rồi sẽ có người nghe tiếng kêu cứu của mình thôi. Sắp tối rồi nên mọi người đã xuống hết, chỉ còn nhóm công nhân ở dưới kia. Phải kêu họ lên cứu, nếu không thanh gỗ này không trụ được nữa thì mình sẽ rơi xuống kia và mất mạng. Giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với, cứu mạng, cứu tôi với, làm ơn giúp tôi với, cứu mạng, cứu tôi với. Có ai đó không? Trời ơi, không ai nghe thấy tiếng của mình cả. Ở trên này gió lớn quá, át hết cả tiếng kêu của mình rồi. Mình cần làm gì đó để thu hút sự chú ý. Nhanh nào, Alan, nghĩ ra cách gì đó đi. May quá, còn được một đồng xu này. Ai nhìn thấy tiền, hẳn cũng sẽ bị hấp dẫn. Chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của họ khi mình ném đồng xu từ trên cao xuống đất. Không biết đồng xu này từ đâu bay tới đây. Số của mình hên quá, may mà không có ai để ý tới. Này, cậu làm gì mà ngẩn người ra đó? Không mau làm việc đi, lại bị chỉ huy quát cho bây giờ. Có gì đâu, mình mỏi người quá, ngồi nghỉ chút thôi. Mình làm tiếp đây. Trời ơi, họ vẫn không để ý tới mình trên này. Chân của mình đã mỏi rã rời rồi. Nếu chẳng may sợi dây kia mà đứt thì mình sẽ mất mạng. Lần này là hai đồng xu,
chắc chắn họ sẽ phải chú ý lên đây. Có thể lần đầu đồng xu nhỏ kia còn chưa thể gây sự chú ý. Ôi mỏi chân ghê, ngồi cả ngày các cậu nhỉ. Lưng của tớ như sụn cả ra rồi, sắp đến giờ tan ca rồi đấy. Ôi không biết ai đánh rơi những đồng xu này nhỉ. Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Số mình hôm nay quá may mắn. Làm việc xong phải mời Aylan đi ăn một bữa mới được. Trời ơi, sợi dây không thể chịu được sức nặng của mình lâu nữa. Mình chỉ còn 5 đồng xu nữa thôi. Hy vọng lần này họ sẽ để ý tới mình trên lầu cao. Cầu Chúa phù hộ cho con. Ôi, tiền của ai vậy? Tự dưng chúng vừa rơi xuống đấy. Đúng là hôm nay hên quá đi mất. Đồng này là của tớ đó nha. Thấy đồng này là của tớ, không thấy chủ nhân thì chúng sẽ thuộc về chúng ta. Cách này không hiệu quả. Mình đã làm 3 lần rồi, ai cũng nhặt tiền vội vàng cho vào túi, rồi lại làm tiếp việc của mình, chẳng thèm đối hoài nhìn lên cao tới một lần. Giờ mình biết làm thế nào để kêu cứu nữa đây. Ôi, cả người mình mỏi nhừ rồi. Máu dồn xuống não, chóng mặt quá đi mất. Không thể trụ được như này nữa. Cứ thế này mình sẽ mất mạng mất. Phải làm thế nào bây giờ? Cơ hội sống của mình chỉ nằm trong lần này thôi. Nếu mình ném trượt hòn đá này thì chỉ phút chốc nữa mình sẽ rơi xuống dưới và mất mạng. Phải nhắm thật chuẩn. Ôi đau quá. Ai ném hòn đá này vào đầu mình vậy? Ai? Ai mà bất cẩn thế cơ chứ? Sưng u cả đầu tôi lên rồi đây này. Không phải tôi, tôi vẫn đang làm việc. Tôi chẳng còn thời gian đâu mà đi trêu chọc cậu hên ạ. Cũng không phải tôi, mà Bèo có thể làm chứng. Chúng tôi nãy giờ chỉ chăm chăm đẽo cho xong tảng đá này thôi. Trời ơi, sưng u cả đầu tôi lên rồi mà không ai chịu nhận hả? Hình như hòn đá này ném từ trên kia xuống. Phải xem ai là người đã ném xuống mới được. Này, anh nào làm gì ở trên kia phải cẩn thận chứ. Đá rơi xuống trúng đầu tôi chẳng may bị thương thì làm sao? Làm ăn ẩu đến thế là cùng. Trời ơi, mọi người nhìn kìa, trên kia có người gặp nạn. Mọi người mau lên giúp anh ta. Anh ta bị treo trên sợi dây thế kia từ bao giờ vậy chứ? Nhanh lên, không anh ta rơi xuống bây giờ. Treo mình trên sợi dây nhìn nguy hiểm quá đi. Các cậu ơi, nhanh lên, không muộn mất. Cứu người các cậu ơi. Có chuyện gì thế? Không làm việc còn làm gì mà ầm ĩ lên thế? Ta cắt hết cơm tối của các ngươi bây giờ. Có một người sắp rơi thưa ngài, phải mau cứu được anh ta. Cố lên Aylan, mày sắp được cứu rồi. Phải kiên trì tới cùng, cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ bình an cho con. Là Aylan, trời ơi, là cậu hả? Aylan, cố gắng chịu đựng, tớ sẽ kéo cậu lên. Nhanh lên nào mọi người. Hình, may quá, cậu đã tới rồi. Cố lên, nắm lấy tay tớ, không được buông tay ra. Sắp được rồi. May quá, mọi người đến kịp. Nếu không tôi tưởng tôi sẽ mất mạng rồi. Cảm ơn mọi người đã cứu mạng. Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cậu Hình ạ. Chỗ này quá cao, chúng tớ không thể nghe được tiếng kêu cứu của cậu. May mà cậu nhanh trí ném hòn đá xuống trúng đầu tớ thì tớ mới để ý lên đây đấy. Nếu không thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Thực ra tớ đã ném những đồng xu xuống nhưng không ai để ý đến nó cả. Quá ra đó là đồng xu của cậu hả? Thế mà tớ cứ tưởng ông trời ban may mắn xuống cho tớ nữa kia. Mọi người mãi việc quá nên không ai còn thời gian để ý lên trên này. Tớ hét khản cả giọng mà gió lại thổi ác đi, chẳng có ai nghe tiếng. Ngẫm lại sự việc, tớ thấy là đôi khi con người chỉ quen với việc chỉ trích và la mắng người khác khi bản thân mình gặp vấn đề. Thực ra ai cũng vậy cả. Tự nhiên nhận được thứ lợi lộc từ trên trời rơi xuống, đều mau chóng bắt lấy nó cho riêng mình mà không quan tâm nó đến từ đâu. Chỉ khi thứ nhận về là cục đá rơi đau ung cả đầu mới tìm cách phàn nàn với xung quanh. Cục đá đó đã cứu cậu đấy Aylan ạ. Nếu tớ không ngẩng đầu lên cào nhào thì... Trải qua giờ phút sinh tử, tớ chợt nghĩ, nếu đổi lại tớ là người đứng dưới và nhận được những đồng xu, tớ cũng sẽ như cậu và mọi người, coi những đồng xu là món quà nghiễm nhiên được nhận. Chúng ta mặc nhiên coi nó là vận may của bản thân, nhanh chóng quên đi ngay tức khắc, rồi tiếp tục làm công việc hiện tại. Sẽ có những lúc Thượng Đế muốn báo hiệu cho chúng ta điều gì đó, và chúng ta quá bận rộn với công việc của mình đã vô tình bỏ lỡ và chẳng hề ngó ngàng tới những lời báo hiệu này. Khi ở trên tầng cao, trong túi sắp hết đồng xu đến nơi rồi,
tới đã rất tuyệt vọng và nghĩ có lẽ ném một hòn đá đau sẽ gây sự chú ý hơn. Đúng vậy, Alan nói phải đấy. Chỉ đến khi Thượng Đế không tìm được cách liên lạc với chúng ta, Ngài buộc phải ném cho chúng ta vài viên đá nhỏ mà chúng ta hay gọi là các vấn đề trong cuộc sống khiến chúng ta đau đầu. Chúng ta mới ngước lên cao, tìm hiểu nguyên nhân, đổ lỗi hoặc cầu xin sự giúp đỡ. Phải không nào, Alan? Alan, thật may là cậu vẫn sống sót. Có lẽ chúng ta phải biết ơn Thượng Đế đã cho chúng ta bài học về những đồng xu và một hòn đá trong thời khắc sinh tử của cậu ngày hôm nay. Cậu nói hay quá, Hình. Thôi, mọi người mau xuống làm việc thôi. Trời cũng muộn rồi đấy. Chúng ta sắp sửa tan ca rồi. Ai là mẹ của con? Ida, Ida, chờ mẹ. Coi chừng chạy nhanh lại ngã đấy. Ida, con không nghe thấy mẹ gọi à? Ida, Ida ơi! Bánh nan này, ngon lắm đó. Mẹ được khách du lịch cho, từ khách sạn 5 sao đó. Con ăn đi Ida, bánh vẫn còn nóng. Ăn đi mà đi học, đồ này trông con gầy quá Ida. Sao mẹ cứ nhận thức ăn từ người khác cho? Chúng ta đâu phải ăn mày. Con không muốn ăn những thứ này. Thà chết đói còn hơn phải ăn chúng. Kinh chết đi. Con nói gì vậy Ida? Bình thường con vẫn thích bánh nan lắm mà. Ida, sao con lại làm vậy? Đây là đồ mới tinh, đâu phải thức ăn thừa. Chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế vì được mọi người yêu quý và cho thức ăn ngon chứ. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thấy sự yêu thương mẹ nói ấy đến từ sự tội nghiệp sao? Những thứ mùi vị khủng khiếp từ nhà vệ sinh công cộng ám đầy mùi trên thức ăn sao? Ida, con nói gì vậy? Con phải hiểu hoàn cảnh của mẹ con ta chứ. Công việc ở nhà vệ sinh này đã giúp mẹ nuôi con khôn lớn. Mẹ luôn mong những điều tốt nhất cho con, Ida. Con chán ngấy những thứ liên quan tới nó rồi. Con sẽ tìm cách thoát ly khỏi đây. Wow, điểm chuẩn không cao lắm. Có lẽ mình sẽ đạt. Trường ở Mỹ rộng và đẹp thật. Không thể tưởng tượng nổi. Nếu được sang đó, mình sẽ mãi mãi không quay lại nơi này. Hả? Cần sự bảo lãnh của gia đình bản ngữ sao? Mình đâu có người nhà hay quen ai ở bên đó. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình vẫn phải chết dẫm ở cái xó xỉnh này? Căng thẳng quá không tốt cho sức khỏe đâu. Ida, uống sữa hạnh nhân đi. Dạo này mẹ thấy con xanh xao quá. Lo lắng việc học hành quá hả con? Tất nhiên rồi. Chỉ có đi du học, cuộc đời con mới bước sang một trang mới. Mẹ muốn con ở đây mãi và không ngóc đầu lên được sao? Du học? Con định đi học ở nước ngoài sao? Con muốn đi đâu vậy? Con có suy nghĩ sẽ đi khỏi đây từ khi nào vậy Ida? Mẹ chỉ có mình con. Mẹ, mẹ có người bà con hay bạn bè gì ở bên Mỹ không? Phải có người bảo lãnh, con mới có thể qua đó được. Không, tất nhiên là không rồi. Mẹ còn chưa từng bước chân ra khỏi thành phố này. Gia đình chúng ta làm gì có người thân ở nơi xa xôi thế? Con cũng đoán trước rồi. Một công nhân ở nhà vệ sinh công cộng thì lấy đâu ra người thân ở Mỹ chứ? Nhưng còn ba thì sao mẹ? Ba? À, ba cũng không con ạ. Mẹ nghĩ con nên từ bỏ ý định đấy đi. Ở đây cũng có rất nhiều trường đại học tốt để con lựa chọn mà. Hơn nữa, mẹ sẽ không phải xa con, Ida à. Tại sao khi hỏi về ba, lúc nào mẹ cũng bối rối như vậy? Hay là ba có người nhà ở Mỹ thật mà mẹ muốn giấu mình? Vậy thì nhất định mình sẽ tìm ra để có thể sang Mỹ.
Ida, tìm mẹ cháu hả? Nghe nói gần đây cháu tập trung học hành dữ lắm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhìn cháu hốc hác quá Ida, phải chịu khó ăn uống vào. Dừng, mẹ cháu đâu rồi cô Ganga? Cháu muốn gặp mẹ ngay bây giờ. Có phải mẹ cháu đang trốn ở đâu không? Sao cháu lại nói như vậy? Isa, chị ấy vừa chạy ra chợ. Mà có việc gì gấp không Ida? Chồng cháu có vẻ lo lắng. Mẹ, mẹ đã lừa cháu. Tại sao ba cháu mất năm 1999, trong khi tận 3 năm sau, năm 2002 cháu mới ra đời? Cháu không thể chấp nhận một người mẹ phản bội. Sao cháu lại biết điều đó? Ai đã nói cho cháu chứ Ida? Nhưng việc đấy sao lại khiến cháu tức giận như vậy? Hãy bình tĩnh lại đã Ida. Đây, giấy tờ khai tử của ba cháu. Mẹ cháu đúng là người không ra gì. Tại sao có thể giấu cháu điều này? Tại sao có thể dối cháu suốt thời gian qua? Ida, cháu đứng lại. Đừng làm tổn thương mẹ cháu. Isa, cô ấy là một người nhân hậu. Nếu không có mẹ Isa, cháu đã chết từ lâu rồi. Cô nói gì? Đáng ra cháu đã chết từ lâu ư? Cô cố tình nói thế để che đậy sự giả dối của mẹ cháu phải không? Ida à, con chở mẹ tới chỗ làm được không? Đằng nào cũng trên đường con đi học. Đã lâu rồi mẹ con mình không đi cùng nhau đó Ida. Không, con không muốn suốt ngày đèo mẹ tới nhà vệ sinh công cộng nữa. Bây giờ con phải đi tới một nơi rất quan trọng, có thể giúp con thay đổi vận mệnh của mình. Cậu bé, tới trường trung học Amrita đi đường nào? Thành phố này thay đổi nhiều quá. Đã lâu rồi tôi mới quay lại đây nên không rành đường. Ồ, cô đến trường cháu à? Từ đây cô đi thẳng tới ngã tư thứ hai thì quẹo trái, đi thêm hai ngã ba thì quẹo phải, sau đó... Phức tạp quá. Hay cháu lên xe cô rồi cùng đi. Chắc cháu không bận gì chứ? Cô có làm phiền gì cháu không vậy? Ôi, đây là lần đầu tiên cháu được ngồi ô tô đấy. Mà cô không phải người địa phương ở đây à? Cô nói đã lâu mới quay lại đây. Không, cô là người Mỹ gốc Ấn. Trước đây cô sống ở thành phố khác, nhưng đã từng tới đây để du lịch. Cô ở Mỹ sao? Đấy là nơi cháu ao ước được tới. Nước Mỹ có phải rất hiện đại đúng không cô? Cháu đã nhìn thấy cầu cổng vàng trên TV. Ước gì cháu được đặt chân tới đó. Ồ, cháu thích nước Mỹ tới thế sao? Ở đó có nhiều công trình hiện đại thật. Nhưng xét về thắng cảnh tự nhiên thì Ấn Độ chúng ta cũng rất đẹp. Mà cháu có vết bớt ở tay dài ghê. Nhưng từ nhỏ đó cô, dường như Thượng Đế đã đánh dấu cháu sinh ra là một đứa trẻ nghèo rồi. Cháu chán ghét nơi này và xuất thân của mình. Ida, nếu cháu muốn sang Mỹ, cô có thể giúp cháu. Hãy dẫn cô tới gặp ba mẹ của cháu. Họ có ở gần đây không? Cô nói thật sao? Cô không đùa cháu chứ? Mẹ cháu ở gần đây thôi. Chúng ta đi ngay cô nhé. Phải, cô nói nghiêm túc đây. Ngay từ lúc mới nhìn thấy, cô đã rất có thiện cảm với cháu rồi Ida. Cô nghĩ cô cháu mình có duyên gặp mặt đấy. Cô... hay là thôi, chỗ đó không được sạch sẽ cho lắm à? Một người sang trọng như cô sẽ không chịu được nơi đó mất. Hay là để hôm khác đi cô? Sao? Cháu đang nói về nơi làm việc của mẹ cháu phải không? Cô không sao cả. Chúng ta hãy cùng tới đó nha. Phải. Chính là nhà vệ sinh công cộng ở đằng kia à? Cả tuổi thơ của cháu ám ảnh mùi xú quế ở đó. Thật kinh khủng. Mẹ, đây là cô Tina, người đã hứa sẽ giúp con sang Mỹ. Cô Tina là một người giàu có và rất nhân hậu. Ida, việc này là sao? Con chưa hề nói trước với mẹ. Con dẫn một người lạ hoắc tới đây và nói về câu chuyện sẽ tới một đất nước xa xôi một cách đơn giản như vậy.
Việc đó không quan trọng bằng tương lai của thằng bé. Chị muốn nó sẽ quanh quẩn ở nhà vệ sinh công cộng cả đời sao? Cô là ai? Sao dám nói sẽ mang con trai tôi đi? Có phải cô định lừa gạt gì nó không? Tại sao lại đi lừa lọc một đứa trẻ? Mẹ! Mẹ có quyền gì mà nói với cô Tina như thế? Cô ấy là người sẽ giúp con đổi đời. Con muốn theo cô Tina. Đi! Về nhà với mẹ! Đừng để người phụ nữ này lừa phỉnh con. Cô ta chỉ định lợi dụng con thôi. Con đừng quá ngây thơ như thế, Ida. Dù sao, mẹ cũng đâu phải là mẹ ruột của con. Mẹ không có quyền. Cả khoảng thời gian mẹ bắt con sống khổ cực và bần hàng cùng mẹ, mẹ không thấy con thiệt thòi sao? Con nói gì? Sao con có thể nói với mẹ những lời đó? Suốt ngần ấy năm, mẹ luôn yêu thương và dành hết tình cảm cho con. Ida, cháu chỉ là con nuôi thôi sao? Cháu nói thật chứ? Điều này có đúng không, chị Lao Công? Phải, con đã biết từ lâu. Giấy khai tử của ba là lời tố cáo, và cô Ganja cũng đã kể hết cho con nghe. Mẹ, mẹ không phải là mẹ ruột của con. Mẹ đã lừa dối con. Không, Ida, con đừng nói những lời cứa vào lòng mẹ như thế. Mẹ đành dành cả cuộc đời mình để yêu thương con. Ida, cô muốn nói cháu cần phải biết sự thật này. Người này đúng là không phải mẹ ruột của cháu. Kết quả ADN đã chứng minh con là con của mẹ. 15 năm trước mẹ đã thất lạc con. Nhờ Thượng Đế thương tình và vết bớt này, mẹ đã tìm được con. Cháu là con. Vậy thì cháu sẽ sớm được đi Mỹ. Ước mơ tới Mỹ của cháu sẽ thành sự thật sao? Không thể tưởng tượng nổi. Mẹ sẽ sớm hoàn thành thủ tục để đưa con về Mỹ. Mẹ con ta sẽ được đoàn tụ, Ida. Mẹ sẽ bù đắp cho con. Con đã phải sống những ngày cơ cực rồi. Ida, con vừa nói gì vậy? Con không thể là người vô tình bạc béo như thế. Ida, con vừa nói sẽ bỏ mẹ mà đi sao? Con không có chút tình cảm nào với mẹ. Mẹ đã kỳ vọng vào con biết bao, dù con khó khăn thế nào. Dù sao thì con cũng tìm được mẹ ruột rồi, thì phải đoàn tụ thôi. Đấy mới chính là nơi con thuộc về. Chẳng lẽ mẹ muốn đòi tiền công nuôi con sao? Đó là lý lẽ thường tình. Tôi sẽ bù đắp cho chị một khoản tiền. Dù sao thì chị cũng đã mất công chăm nó. Tại sao cô dám? Toàn là những người hạ đẳng. Chẳng qua là nuôi tôi mười mấy năm trời rau cháo, ăn đói mặc rét. Ida, nhìn đây này, rồi hãy mở mắt ra. Cầu cho cháu không bị trừng phạt bởi những lời nói vô tình bạc béo như thế. Thằng Ranh, đưa nó tới cảnh sát. Tại sao cứ rình rập trước cửa nhà vệ sinh nữ như vậy? Chắc chắn là một thằng bụi đời du côn du đảng. Cháu đợi mẹ cháu. Cháu muốn gặp mẹ. Mẹ cơ. Làm ơn. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Xin đừng đánh cậu bé. Bị mẹ ruột bỏ lại ở nhà vệ sinh công cộng, cháu cứ chầu chực ở đó để chờ mẹ, tới nỗi bị người ta đánh cho bất tỉnh. Chính mẹ Isa đã che chở, cừu mang cháu từng ấy năm qua. Các chị, sao lại đặt điều vu khống cho tôi? Tất cả là câu chuyện bịa đặt nhằm níu kéo Ida ở lại. Ida, con đừng tin họ. Vu khống ư? Sự việc năm đó đã được lên báo. Chị không bao giờ muốn cháu biết sự thật này. Nhưng Isa, cô ấy không đáng phải chịu đựng những điều bất công như vậy. 15 năm trước. Cô Tina, mọi việc có phải như vậy không? Sự thật là cô đã bỏ rơi cháu trước nhà vệ sinh công cộng. Chính mẹ Isa đã nuôi cháu. Mẹ ngày ấy mẹ quá nghèo nên không thể lựa chọn. Nhưng giờ thì khác. Ida, người chồng bên Mỹ đã qua đời, để lại cho mẹ một tài sản lớn.
Con lại là người thân duy nhất của mẹ, chúng ta sẽ... Mẹ Isa, mẹ, chính mẹ đã cho con cuộc sống thứ hai. Con xin lỗi đã đối xử tàn nhẫn với mẹ. Hãy tha thứ và cho con ở lại bên mẹ. Đừng khóc, Ida. Mẹ yêu con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.